Tiểu sử Tùng Dương, giọng ca kỳ quái và đời tư kín tiếng với người vợ không danh phận. Tuổi thơ dữ dội. Ca sĩ Tùng Dương sinh năm 1983 tại quê ngoại Bắc Ninh. Bố là doanh nhân, mẹ từng mở cửa hàng trang điểm, chụp ảnh, nên về sau trở thành người thiết kế trang phục đi diễn cho Tùng Dương. Tùng Dương được tiếp xúc với âm nhạc từ rất sớm khi còn nhỏ. Mặc dù bố mẹ anh không theo nghề hát, anh chịu tác động từ ông trẻ là cố nhạc sĩ Trần Hoàn. Ngoài ra, gia đình anh cũng có nguồn gốc nghệ thuật độc đáo với nhà thơ Phạm Hổ và nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ là em trai của bà nội anh. Năm Tùng Dương học lớp 3, bố mẹ anh bắt đầu kinh doanh tại Nga. Anh ở với hai bác ruột. Bố mẹ biết anh có sở thích ca hát, thường xuyên gửi những đĩa nhạc mới về cho anh. Tùng Dương đã được tiếp xúc với nhạc gia từ khi còn nhỏ. Điều đó đã giúp anh phần nào tạo nên phong cách của mình. Vào năm 1995, anh đạt giải thưởng đầu tiên vào năm 12 tuổi. Huy chương bạc, giọng hát hay phát thanh truyền hình toàn quốc. Ngay sau đó, anh được cử đi Nga với tư cách là đại diện của đoàn ca múa nhạc Việt Nam biểu diễn tại Moscow. Năm 1999, anh thi đỗ vào Nhạc viện Hà Nội. Dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, anh tiếp tục đạt được những giải thưởng cao trong sự nghiệp, điển hình như giải 3 cuộc thi giọng hát trẻ Hà Nội vào năm 1999, giải 3 cuộc thi giọng hát hay Hà Nội vào năm 2001 và giải nhất năm 2003. Sau đó, anh tốt nghiệp Học viện Âm nhạc năm 2007 và bắt đầu hành trình theo đuổi ca hát. Ca sĩ Tùng Dương, xa mai điểm hẹn, bước ngoặt cuộc đời. Năm 2004 đánh dấu cột mốc quan trọng của ca sĩ Tùng Dương. Anh trở thành một trong 12 gương mặt tiêu biểu được lọt vào vòng chung kết với mã số 04. Trong cuộc thi, anh chủ yếu biểu diễn các ca khúc của nhạc sĩ Lê Minh Sơn với phong cách độc đáo, gây sự chú ý đến ban giám khảo. Vòng đầu tiên của đêm chung kết, anh là thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất đến từ phía khán giả và tiếp tục được vào vòng trong. Anh là thí sinh nhận được lời khen nhiều nhất từ phía hội đồng nghệ thuật, trong đó nhạc sĩ Tuấn Khanh đưa ra lời bình: nền nhạc trẻ Việt Nam hiện đại rất tự hào khi có sự góp mặt của em. Nhưng dừng chân lại ở vị trí á quân của chương trình Sao Mai Điểm Hẹn, anh để mất cơ hội dẫn đầu về tay ca Sim Hoàng Vũ và đứng ở vị trí thứ hai với 25% phiếu bầu. Dù vậy, anh lại được nhiều giải thưởng quan trọng như giải ca sĩ được độc giả báo Vietnamnet bình chọn nhiều nhất, đặc biệt giải thưởng do hội đồng nghệ thuật bình chọn nhận được phần thưởng là một khóa đào tạo ngắn hạn về nghệ thuật trình diễn tại nước ngoài. Sau Sao Mai Điểm Hẹn, Tùng Dương tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc. Anh tham gia dự án Nhật Thực 2 của nhạc sĩ Ngọc Đại với những chương trình biểu diễn tại Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, album Nhật Thực 2 gồm 7 ca khúc của Ngọc Đại do anh và Khánh Linh thể hiện được ra mắt vào cuối tháng 12. Album đã đạt kỷ lục về tiêu thụ trong vài năm với 50.000 đĩa nhạc được in ra. Cuối tháng 11, Tùng Dương tham gia Festival Nhạc gia châu Âu với tư cách ca sĩ Việt Nam duy nhất tham dự. Anh là ca sĩ thành công và nổi tiếng với các phần trình diễn những sáng tác của Lê Minh Sơn, Ngọc Đại và ca khúc của nhạc sĩ Trần Minh. Nối tiếp những hoạt động nghệ thuật, anh đóng góp năm 2004 và năm tiếp theo, anh tiếp tục hợp tác với nhạc sĩ Ngọc Đại tham gia chương trình Nhật Thực Toàn Phần vào tháng 6. Cùng góp mặt trong live show khúc Tự Tình 2 của nhạc sĩ Hà Dũng với Đợi Chờ và Bến Phai Tình mang âm hưởng ca trù và nhạc gia vào tháng 7. Tháng 9, anh trở thành khách mời trong chương trình biểu diễn của ca sĩ người Anh Mara Karin tại nhà hát lớn Hà Nội. Đầu năm 2006, ca sĩ Tùng Dương với ca sĩ Nghi Văn hát trong album Chạm Vào của nhạc sĩ Như Huy. Đến tháng 6 trong năm, anh tham gia chương trình Vọng Nguyệt của nhạc sĩ Quốc Trung cùng với Nin Landoki. Tại lễ trao giải Mai Vàng năm 2006, Tùng Dương đã nhận giải nam ca sĩ hát nhạc mang âm hưởng dân ca được yêu thích nhất với ca khúc Ôi Quê Tôi của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Tùng Dương và phong cách âm nhạc. Nam danh ca có giọng hát và phong cách chịu nhiều ảnh hưởng từ các ngôi sao hải ngoại như Whitney Houston, Peter Gabriel. Anh được tiếp xúc với jazz khi còn rất nhỏ và anh yêu thích dòng nhạc này, dù vẫn chưa thực sự thử nghiệm về dòng nhạc này nhiều. Tùng Dương có chất giọng nam cao nhưng vẫn pha chút âm hưởng của giọng nam trung. Đây được xem là cơ sở để anh thể hiện nhiều sắc thái của giọng hát. Anh không cố định ở một dòng nhạc mà luôn phát triển nhiều thể loại khác nhau để làm phong phú âm nhạc của mình như jazz, pop, dân gian đương đại, new age, electronic, world music cho đến cả nhạc cách mạng và nhạc xưa. Anh cho rằng nếu tự đóng khung ở một thể loại
tôi sẽ tự chán mình trước hết. Ở từng giai đoạn, âm nhạc của tôi sẽ ứng với sự phát triển của thẩm mỹ, trạng thái tâm lý và cảm xúc cá nhân tôi. Tôi thay đổi nhưng vẫn là mình, vẫn là một Tùng Dương luôn có nhu cầu thể nghiệm và làm mới. Nếu để ý, bạn sẽ thấy mọi chuyển động âm nhạc của tôi như chuỗi mắt xích có liên quan đến nhau. Cái trước là nền tảng cho những phát triển sau. Anh quan niệm điều này giúp anh mở rộng thêm đối tượng khán giả của mình. Ngoài công việc là một ca sĩ trên sân khấu, anh cũng từng thử sức với công việc sáng tác. Anh đã công bố một ca khúc là Trong Vòng Tay Cô Đơn do Thái Thủy Linh thể hiện trong album Sao Mai Điểm Hẹn. Tùng Dương và gu thời trang độc đáo. Anh tự nhận mình là một tín đồ thời trang và thường lựa chọn trang phục rất kỹ mỗi khi lên sân khấu. Nam ca sĩ được nhiều người đánh giá là một trong những nghệ sĩ có gu ăn mặc độc đáo, gây ấn tượng mạnh. Tuy nhiên, gu ăn mặc khác người của anh cũng gây ra không ít những ý kiến trái chiều. Và khi được hỏi về điều này, anh khẳng định: âm nhạc và thời trang của tôi đôi khi quá mới mẻ. Trang phục của anh thường được thấy với chất liệu đũi, thổ cẩm và nhiều họa tiết hoa văn cách điệu mang tính dân tộc do mẹ anh và Văn Thành Công thiết kế. Về sau, khi dòng nhạc của anh được mở rộng, anh thường xuyên diện những trang phục theo phong cách ấn tượng và hiện đại hơn, được anh đặt hàng từ các nhà thiết kế nổi tiếng như Công Trí và Đỗ Mạnh Cường. Do phong cách ăn mặc và gu âm nhạc kén người nghe, anh cũng phải gánh chịu những chỉ trích từ một bộ phận khán giả coi phong cách của anh là lập dị, ma quái. Ngoài ra, sau cuộc thi Việt Nam Idol 2010 kết thúc, anh đã nhận xét về quán quân Uyên Linh rằng chưa tìm thấy được cá tính riêng trong âm nhạc của Linh và chưa thực sự cảm thấy thú vị về cô. Anh bị cộng đồng fan hâm mộ của nữ ca sĩ Uyên Linh chỉ trích gay gắt. Cũng chính phong cách độc đáo của mình, anh cũng dính tin đồn về xu hướng tình dục. Tuy nhiên, anh đã lên tiếng phủ nhận tin đồn mình là gay. Tùng Dương tiết lộ về người bạn gái của mình năm 2006 là một nhà thơ trẻ sinh năm 1987, lúc này đang đi du học tại Pháp. Những tiết lộ của anh khiến cộng đồng mạng truy lùng cô gái trẻ Trương Quế Chi. Tuy nhiên, sau đó cả hai đều lên tiếng bác bỏ vụ việc. Năm 2010, anh đưa thông tin về chuyện tình cảm của mình và người bạn gái đi du học đã tan vỡ. Cùng lúc đó, trong đêm nhạc kỷ niệm hơn 10 năm ca hát của mình được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2015, Tùng Dương cũng công khai đứa con trai đầu lòng của mình vừa sinh được 2 ngày. Điều ít biết về người vợ bí ẩn của ca sĩ Tùng Dương. Tùng Dương là ca sĩ cực kỳ kín tiếng về đời tư. Dù chưa làm đám cưới và đã có với nhau một cậu con trai, nhưng vợ của Tùng Dương hiếm hoi xuất hiện công khai trước công chúng. Năm 2015, khi Tùng Dương thông báo anh đã lên chức bố của một bé trai đã khiến không ít người hâm mộ bất ngờ và tò mò. Bởi trước đó, nam ca sĩ chưa từng thừa nhận mình có bạn gái và cũng không có một đám cưới nào được diễn ra. Tuy thừa nhận làm cha, có con chung với người bạn gái lâu năm, nhưng Tùng Dương cũng chưa bao giờ công khai hình ảnh vợ con với truyền thông. Chỉ mới đây, vợ và con của nam ca sĩ cá tính mới xuất hiện trong một sự kiện để ủng hộ chồng. Được biết, bạn gái của Tùng Dương hơn anh 2 tuổi, có tên là Giang Phạm, từng sống ở nước ngoài và hiện làm việc liên quan đến hội họa. Dù chưa tổ chức đám cưới, song cả hai vẫn hạnh phúc bên nhau. Bản thân Tùng Dương cũng thú nhận nhiều năm nay họ đã coi nhau như vợ chồng và sống riêng với bố mẹ. Tuy nhiên, sở dĩ họ chưa tổ chức đám cưới bởi cả hai vẫn thích một cuộc sống tự do, bay bổng, không bị ràng buộc. Không như nhiều ngôi sao khác, Tùng Dương vốn là một nam ca sĩ kín tiếng. Không chỉ về tính cách, Giang Phạm còn có ảnh hưởng đến anh trong sự nghiệp âm nhạc. Trước đây, nam ca sĩ quê Bắc Ninh từng chia sẻ tiêu chí chọn bạn gái. Mình phù hợp nhất với một người cũng liên quan đến nghệ thuật, có thể cùng ngành nhưng khác nghề. Thật may mắn, mẹ của con trai anh hiện giờ phù hợp với tiêu chí ấy. Thực ra Tùng Dương và Giang quen nhau nhờ bà mối Thanh Lam. Lúc đầu cặp đôi chỉ xác định là bạn bè, nhưng qua Thanh Lam họ lại gặp nhau nhiều hơn. Chính nữ diva này cũng là người thân cận nhất đã chứng kiến chuyện tình cảm họa sĩ, ca sĩ nảy nở. Anh chia sẻ, có lúc hai người giận nhau cả tháng, nhưng lần nào anh cũng là người chủ động làm lành, dù mình có đúng hay sai. Tùng Dương chia sẻ, nhiều khi tôi đúng, nhưng tôi vẫn nhận sai với vợ, vì phụ nữ rất đáng thương, họ phải mang trên mình nhiều trọng trách, nên tôi luôn luôn nhận lỗi và làm lành với vợ. Đôi khi có giận, nhưng mình là nghệ sĩ, thì mình phải bước qua mọi mâu thuẫn, quan trọng là biết tháo gỡ nó như thế nào. Từ ngày làm bố, Tùng Dương tự thấy cảm xúc của mình sâu lắng và trưởng thành hơn rất nhiều. Anh tâm sự,
mình cũng như nhiều ông bố bỉm sữa khác, có thể 3 giờ sáng dậy pha sữa thay tã cho con, dỗ con ngủ. Đối với ca sĩ này, điều đó bình thường nhưng làm anh vô cùng hạnh phúc. Với con gái riêng của vợ, Tùng Dương từng thừa nhận là để được chấp nhận là điều không đơn giản. Tâm lý chung ai cũng vậy, nhất là trẻ con, khi mà sự nhận thức chưa nhiều và rõ ràng. Nhưng đến giờ thì mọi việc đã ổn, cháu đã lớn hơn, lại là con gái nên có sự nhạy cảm, tinh tế rất riêng, và Tùng Dương coi cháu như con đẻ của chính mình. Tiểu sử Trần Thu Hà, chặng đường thành diva và cuộc sống đời tư kín tiếng của ca sĩ Chuyên Chuyên. Trần Thu Hà sinh năm 1977 tại Hà Nội, nghệ danh Hà Trần, là một ca sĩ và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của Việt Nam, là con gái của nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu và nghệ sĩ ưu tú Vũ Thúy Huyền. Cô là nghệ sĩ đã giành được 9 đề cử, xuất hiện trong danh sách những người được đề cử nhiều nhất và chiến thắng ở 4 hạng mục tại giải cống hiến. Cô cũng được biết đến là một nghệ sĩ có trường phái nghệ thuật đa dạng và nhiều màu sắc, luôn tìm tòi, sáng tạo và thử nghiệm những phong cách mới trong âm nhạc. Trần Thu Hà được công nhận là một trong 4 diva Việt Nam bên cạnh Thanh Lam, Hồng Nhung và Mỹ Linh. Hà Trần là người khởi đầu với một giọng hát mỏng yếu, âm sắc nhạt nhòa, chính cô cũng từng thừa nhận điều này. So về giọng hát thì giọng hát bẩm sinh của tôi không thể đặc biệt, trù phú được như ba chị Thanh Lam, Hồng Nhung và Mỹ Linh, cho nên tôi phải lấy nhiều thứ khác bù vào. Và qua nhiều năm nỗ lực phấn đấu, học hỏi với nền tảng là một gia đình nghệ thuật, có thể nói Hà Trần bây giờ là một trong những ca sĩ có kỹ thuật thanh nhạc tốt nhất Việt Nam. Và qua nhiều năm nỗ lực phấn đấu, học hỏi với nền tảng là một gia đình nghệ thuật, có thể nói Hà Trần bây giờ là một trong những ca sĩ có kỹ thuật thanh nhạc tốt nhất nhạc nhẹ Việt Nam. Cô luôn biết vận dụng những kỹ thuật lắt léo vào những bài hát của mình, thể hiện một cách tinh tế, không bị phô trương mà nghe rất dễ chịu. Sự rèn giũa trở thành diva của Trần Thu Hà. Thuở nhỏ, Hà rất thân thiết với người mẹ của mình, trong khi bố cô, nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu lại thường xuyên vắng nhà và không thực sự gần gũi với cô. Hà Trần gọi bố cô là một người đàn ông vụng về trong những cư xử gia đình, xã hội. Dù vậy, về sau, khi đi theo nghiệp ca hát giống cha mình, cô đã có sự đồng cảm và gắn bó với bố mình hơn. Năm Trần Thu Hà 14 tuổi, mẹ cô qua đời. Sự mất mát đi người mẹ thân thiết đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống tinh thần của cô. Và cho đến sau này khi lấy chồng, sinh con, Hà Trần vẫn chưa thoát khỏi nỗi cô đơn do sự ra đi quá sớm của mẹ. Hà Trần cũng thân thiết và hợp với người chú của mình, nhạc sĩ Trần Tiến, và đã chịu ảnh hưởng từ những chuyến phiêu lưu trong những bài hát du ca của ông. Lúc còn nhỏ, Hà Trần yêu thích nhiều thứ như làm thơ, viết văn, hội họa và sau cùng mới đến ca hát. Tuy nhiên, cô không có chất giọng bẩm sinh xuất sắc. Giọng hát của Hà mỏng, thiếu cá tính, khó định hình và hay hát phô. Do đó nên bố cô không muốn cô theo nghiệp ca hát mà muốn cô trở thành một giảng viên thanh nhạc giống mẹ. Tuy nhiên sau đó, chính nghệ sĩ Trần Hiếu cũng nhận ra cá tính mạnh của cô con gái của mình không hợp với nghề giáo. Và do đó khuyến khích cô tập luyện để khắc phục những nhược điểm trong giọng hát của mình. Cô học múa ở Cung Thiếu Nhi Hà Nội năm 6 tuổi. Năm 8 tuổi, Hà bắt đầu học piano. Cho đến khi 10 tuổi thì cô lại thi vào hệ sơ cấp thanh nhạc, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Năm 1995, sau khi tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc, cô lại tiếp tục học và tốt nghiệp hệ đại học khoa thanh nhạc, Nhạc viện Hà Nội vào năm 2000. Trải qua nhiều năm tập luyện và rèn luyện, giọng hát của Hà đã có nhiều tiến bộ. Cô bắt đầu nhận được những giải thưởng đầu tiên, giải trẻ triển vọng cuộc thi giọng hát hay Hà Nội năm 1993, giải nhất cuộc thi tiếng hát học sinh sinh viên toàn quốc năm 1994, huy chương vàng cuộc thi đơn ca các trường nghệ thuật toàn quốc năm 1994, giải ba cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ tiếng hát vàng Anh do công ty Horito Nhật Bản tổ chức năm 1995, giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho ca sĩ thể hiện xuất sắc nhất tác phẩm âm nhạc của hội năm 1996,
năm 1997, cô bắt đầu đi vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Các album riêng của cô kể từ khi ra mắt luôn gây được tiếng vang lớn bởi giai điệu mới lạ, ca từ trau chuốt, phong cách trình diễn lẫn phối khí đặc biệt, đánh dấu sự đổi mới trong phong cách âm nhạc và nghệ thuật trình diễn của các nữ nghệ sĩ thời điểm đó như album Em Về Tinh Khôi năm 1999, Bài Tình Cho Gia Nhân năm 2000, Nhật Thực năm 2002, Hà Trần 9803 năm 2005, Sắc Màu Tình Ca năm 2005, Đối Thoại 06 năm 2006, Tình Cao Qua Thế Kỷ năm 2007, Trần Tiến năm 2008. Bên cạnh đó, những album hợp tác cùng các nghệ sĩ đã thành danh cũng đem lại tiếng vang lớn cho Hà Trần, tạo ấn tượng tốt với công chúng và là một trong hàng loạt những đĩa hát bán chạy vào thời điểm bấy giờ như Đánh Thức Tầm Xuân với Bằng Kiều năm 1998, Thanh Lam Hà Trần năm 2004, Tự Họa với Trần Tiến năm 2000, Lời Ru Mắt Em với Vũ Quang Trung và Trần Mạnh Tuấn năm 2002. Năm 2004, khi mới sang Mỹ, những kỷ niệm về Việt Nam cứ ám ảnh cô. Trong 6 năm, mọi giấc mơ của cô khi ấy đều xoay quanh gia đình, bạn bè, những nơi chốn cũ ở Hà Nội. Lúc đó, ca sĩ viết bài tự khúc, dựa trên nền hòa tấu của nhạc sĩ Đoàn Bình, chồng cô để giải bày nỗi niềm. Cô ví bản thân như loài chim, tha thiết yêu quê hương nhưng vẫn bay đến chân trời mới để thỏa sức sáng tạo. Sau khi ca khúc ra đời, tôi thấy như được giải tỏa. Từ đó, bộ não tôi mỗi đêm mới dung nạp những ký ức mới trên đất Mỹ. Trần Thu Hà, chuyên truyền mãi mới tìm được bến đỗ yên bình. Hà Trần từng yêu khá nhiều lần và khá nhiều người. Thế nhưng, thời lượng của mỗi cuộc tình thường chóng vánh bởi cô chỉ yêu những người cô thích, chứ không yêu những người thích cô. Cũng vì cá tính mạnh đó mà những mối tình của Hà Trần trước đây luôn khiến cô cảm thấy bất an. Bởi cô nhận ra những người đàn ông cô đã yêu, họ không khiến cho cô có cảm giác được che chở, mà ngược lại, cô phải che chở họ. Sau nhiều sóng gió, cô gặp được Bình Đoàn, một Việt Kiều có tính cách trái ngược cô hoàn toàn, nhưng luôn cho cô cảm giác được chở che. Tôi là người bay bổng, lãng mạn, còn anh Bình lại là người đằm tính, chắc chắn và vững chãi. Những tính cách mà anh có là những điều tôi thiếu. Những điểm trái ngược ấy khiến tôi và chồng trở thành những mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau, nữ diva chia sẻ. Năm 2004, Hà Trần kết hôn cùng Bình Đoàn, một nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ gốc Việt. Dù kết hôn rồi sang Mỹ sinh sống, sinh con, nhưng không vì thế mà Hà Trần bỏ cuộc chơi. Cô vẫn miệt mài trên khắp sân khấu ca nhạc tại Mỹ và nhận lời về Việt Nam biểu diễn trong nhiều chương trình đặc biệt. Sau khi lập gia đình, ca sĩ Trần Thu Hà theo chồng sang Mỹ định cư, cô con gái Nala Yến Đoàn ra đời, dường như mang lại cho Trần Thu Hà một sinh khí khác, khiến mỗi nét cười của Trần Thu Hà đều sáng lấp lánh của bình yên và hạnh phúc. Nói về cuộc tình này của nữ diva, bố chồng cô từng kể, con trai tôi ở Mỹ nói tiếng Việt không rành nên trong đầu tôi chắc chắn nó phải lấy vợ Mỹ rồi, nhưng tại vì nó mê nhạc nên lập một studio. Khi Thanh Lam và Trần Thu Hà sang Mỹ thu nhạc, nếu nói về sắc thì đáng lẽ nó phải mê Thanh Lam chứ. Nhưng sau khi gặp Trần Thu Hà, tự dưng về nhà mặt mũi nó phở phạc ra rồi hỏi tôi rằng, bây giờ muốn tỏ tình với con gái Việt Nam thì nói làm sao? 4 năm sau ngày cưới, Hà Trần mới sinh con gái đầu lòng. Sự xuất hiện của Nala khiến cho cuộc sống vợ chồng của nữ ca sĩ thay đổi rất nhiều. Hạnh phúc của họ giờ đây xoay quanh cô con gái nhỏ. Mỗi lần đi diễn xa, tôi chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành việc để trở về với chồng con. Những ngày nghỉ, vợ chồng con cái quây quần trong ngôi nhà nhỏ. Với tôi, đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Không còn hoạt động âm nhạc rầm rộ, chỉ đi hát những ngày cuối tuần khi ở Mỹ, Hà Trần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhỏ của mình và vẫn hài lòng với người chồng mà mình đã lựa chọn. Hạnh phúc làm cho Hà Trần, cô ca sĩ với phong cách quái và bất kham trở nên chín chắn, tằm thắm, đẹp và ngày càng dịu dàng hơn bao giờ hết.